nằm trong các hoạt động hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2022, 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không tháng 12 1972, tháng 12 2022. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ quân đội nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ. Tại các nơi đến, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các đồng chí, nguyên lãnh đạo, Ban Chỉ huy Quân sự, các đồng chí cán bộ công tác trong quân đội đã nghỉ hưu, ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, gương mẫu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, thông tin những kết quả về công tác quốc phòng quân sự địa phương trong năm 2022 và mong muốn được tiếp thu ý kiến đóng góp của các cán bộ hưu trí để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao tặng 51 phần quà cho cán bộ quân đội nghỉ hưu có hoàn cảnh khó khăn, 22 phần quà cho các đồng chí thủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố qua các thời kỳ với tổng trị giá trên 43 triệu đồng.